nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cô mẹ cô dâu sẽ bỏ đôi đời đời, nhưng hôm nay là rất vui, rất xúc động trong ngày vui trọng đại của hai con của mình ngày hôm nay. Nay thì tính điều mời lại cho ban tổ chức hương hương thì chúng tôi cũng thay mặt gia đình nhà gái cũng như cô dâu và gì thì cô dâu đây là xin cảm tạ tổng công ty của quý vị đã không quản thời gian và lòng của mình trở về từ dân phố hướng nghĩa thạch bằng vân đà thị trấn là hà tiến để trở về với dân mỹ tiến non non và xin mời cô dâu dâu sẽ đánh đôi chầu với những bản nhạc đầu tiên. Vâng, cũng là để tặng một trăm niêm niêm họ sẽ thưởng thức việc chồng này này để minh chứng cho lễ hội quy của các bạn trẻ hôm nay. Chân thành cảm ơn thì cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều và xin mời gì gì và thưa quý vị, vâng, những bản sứ ngàn xưa cha ông chúng ta đã có câu trên trời ai dễ đến năm vui con thì ai nhớ kể từ tháng ngày này. Sau đây những con chân trọng kính mời lên sân khấu lời phát biểu của vị diện diện họ nhà trai mang lễ vật về với họ nhà gái và giao lễ vật cho họ nhà gái. Trân trọng kính mời đại diện diện họ nhà trai xin mời. Vâng, kính thưa các bậc cao niên trẻ con người khuất khuất của hai bên người ngoài, kính thưa các quý phụ ông cụ bà cậu ba tuổi ba cô chú cụ dì của hai họ cùng các bạn nam nữ thanh niên gần xa. Hôm nay là ngày lành giá tốt tốt qua một thời gian gia đình nhiều được các con đã thấm bén yên lòng được quyết định xây dựng thành phố con được sự nhất trí của gia đình hai bên người ngoài cho phép gia đình từ con của nhà trai hôm nay gọi là dừng chân lễ một tài đến với họ nhà gái. Lời đầu tiên tôi cũng chân thành đại diện bỏ tài và gia đình để con xin chân thành cảm ơn luôn quý quý ông quý bà cầu ba quý bá cô chú cụ dì của hai bên thân nhân ở ngoài một lời chúc sức khỏe một lời chào văn trọng trọng cảm. Sau đây tôi cũng rất là hạnh phúc vì được báo cáo với quý vị là gia đình nhà ông bà tôi có bốn người con ba trai một gái và chú rể Nguyễn Việt Nhân kiệt chuyên người con Nguyễn Thị Mai là chú sâu trùng cho nên giờ phút này cũng không thể không lấy không bằng với cái sự thành công của cái sự của cái đồng sinh thành thì cũng rất như là bàng hoàng thì hôm nay có vẻ tôi bên nội dẫn lễ gọi là cái lễ mời tiên gọi là ở ta không tục thì không thể thiếu vì khi mỗi người con trai và con gái đủ lông đủ cánh xây dựng gia đình thì chắc rằng hai bên người ngoài đều hạnh phúc nhất và đây là cũng là phong tục thì cũng cho phép tôi đại diện cho họ nhà trai ở đây cũng xin là có câu là nhất lễ chấp lục lễ thì cũng xin phép quý vị ở đây thì đầu tiên nếu có câu lễ anh hỏi thứ hai gọi là về bàn tay thứ ba nếu có cơ cầu xin dân
thì mặc dù thời gian đó thì là mình rất là ủng hộ rồi, thì cũng cho phép tôi một lần nữa là khi nhau kính chúc quý vị ông quý bà tổ ba chủ bạn cô chủ chủ gì của hai họ các bạn năm đầu thanh niên chuẩn bị chúng ta đón một cái năm mới gọi là cái năm tân sự. Mỗi gia đình mỗi người ăn lại là hạnh phúc, một lần nữa cho bà con kính chúc quý vị vạn sự phát triển, vạn sự bình an. Dạ xin mời thầy. Tất cả kính mời bác tức là bố của quý vị sẽ đại diện cho dòng họ nhà trai vừa rồi có đôi lời tri ân từ tấm chân tình và toàn thể quý vị mà hoan hỷ và đưa vật về với quý họ nhà ngài chúng ta. Và quý vị để đáp trả lại bằng một tình cảm thiêng liêng mà quý họ nhà trai đã được một quãng đường xa từ quê hương thị trấn Lộc Hà tính trở về với bên thành lý của về thế nhà gái cô dâu thì chúng con xin trân trọng kính mời một lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái có đôi lời cùng toàn thể quý vị và nhận lễ vật và từ phía quý gia đình tình dòng họ nhà trai trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái xin mời. Kính thưa ông bà, kính thưa con bên hai họ, áo chủ ngủ gì cầu bác chủ bác. Hôm nay là ngày lành thắng tốt, được sự nhân trị của hai gia đình cho phép tổ chức, cho phép tổ chức hai cháu và việc nhất vào Ngọc Mai đi lễ đi hôn. Lời đầu tiên cháu phép tới thay mặt cho họ nhà gái xin người tới ông bà quan viên hai họ ó chủ trụ trì lời quá chủ bác lời chúc khỏe lời chào kính trọng nhất kính thưa hai họ qua thời gian hai cháu việt nhân và đồng bái và tìm hiểu hôm nay bên họ nhà trai tổ chức đủ thành phần vào là đi lễ tình nốt cho tổ chức hai cháu thì thấy mặt họ nhà gái là xin tiếp nhận cái lễ tình nốt của bên họ nhà trai để tổ chức cha cháu đến vợ thành phúc thành giàu thống thành phúc trong lao thì để chúc tiền ngày hôm nay giáo lữ hai họ ngồi để có việc nói chuyện để tiền tiền trong quan hệ và trong giáo tiểu tiểu thì tôi chính thấy thông qua cả cái thành phần người tham dự cái lễ ngồi với nào nhà cái thì thứ nhất đấy là gì em của bà Loan, thứ hai là bà Loan đến họ nhà thái đầu tiên rồi, thứ ba đó là dương đến cái bậc thế của bà Loan và thứ tư đó là đầu tiên ở bên ngoài, thứ năm đó là bậc khung ở bên khung hầu của bạc của mái và đó là ông chất là ông ở ngoài và ông kê ông chủ ở bên ngoài và ông nấu ông cầu nói chung hôm nay là về cái điều lệ để thôi là bên họ nhà gái đại tổ chức đầy đủ thành phần tham gia để đón về bên họ nhà trai một lần nữa cháu phải tới xin người tới nhân dịp là xuân canh tí là đã quá bởi là xuân tân sửu cháu phải tới xin người tới ông bà quan viên hai họ có chủ trụ trì cầu bá chủ bán lời chúc sức khỏe hạnh phúc an khang và thân đạt xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của hai vị đại diện hai dòng họ hai gia đình và hai bác muốn nói với chúng ta rằng mặc cho đường xá xa xôi cũng vì hạnh phúc hết lứa đôi mà về dù cho công việc bốn bề cũng vì hạnh phúc mà về hôm nay em còn son anh cũng còn son ước gì hai đứa là con một nhà thế rồi chung mẹ chung cha chung cô chung bác chung bà chung suy ban ngày chung việc làm ăn ban đêm chung bóng chung hình và chung trăng. Xin quý vị hãy dành cho hai gia đình Tân Lan Tân Lương được một tràng pháo tay rộn rã nữa đi quý vị. Xin cảm ơn và đôi bạn trẻ đã lắng nghe lời phát biểu của hai bác và đôi bạn trẻ đã hứa với hai bác rằng hứa với bố của bác rằng lời của bố của bác
bác là chúng con xin ghi nhớ cả cuộc đời ăn ở bên nhau, dấu cho cơm muối cơm rau, tình dòng dòng nghĩa vợ trước sau mặn nồng. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị. Còn bây giờ chúng con trân trọng kính mời đôi bạn trẻ sẽ vào trong tư gia gia đình để ra mắt tổ tiên, kính lễ tổ tiên và thắp nén nhang cho lễ gia tiên. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say một ly. Vâng, theo như tục lệ của hai gia đình thì chúng ta bàn bạc thì xin mời cô dâu cháu sẽ nhận một cái tin lễ trong sáu lễ. Trân trọng cảm ơn từng gia đình, xin cảm ơn từng gia đình. Trong ngày lễ vui vui của hai con, xin trân trọng kính mời tấm lòng của mẹ, xin mời mẹ. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa, chúc cho duyên tình mãi xanh tươi suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu. Xin cảm ơn mẹ và xin ghi hành danh cho mẹ của chương trình của chúng ta một tay nhé. Xin cảm ơn mẹ, xin cảm ơn mẹ. Và còn bây giờ chúng con trân trọng kính mời những phần quà là về là gia đình nhà gái, trân trọng kính mời mẹ của cô dâu, xin mời mẹ lên sân khấu để trao quà cho hai con, trân trọng kính mời mẹ, xin mời. Rồi là có một món quà của em gái cô dâu, đó là em Vinh Vinh đang công tác và làm việc tại đất nước Nhật Bản, và cũng gửi một món quà về để trao cho anh chị của mình, và nhờ mẹ trao dùng cho em gái luôn, xin trân trọng kính mời mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
câu với chồng. Xin cảm ơn mẹ và trân trọng kính mời mẹ lên sân khấu. Sau đây xin trân trọng kính mời lên sân khấu đó là ông bà ngoại hoặc là các cháu tăng bơ các gì trân trọng kính mời mời. Sau đến tâm hồn này cả ngày nhiều hoa xinh anh nhé. Xin trân trọng cảm ơn các vị, xin cảm ơn. Và thú vị anh đã bắt qua mấy nhịp cầu, còn xin nhịp cuối lòng em nữa. Anh thấy vâng vâng khó khởi đầu. Và nhịp cầu cuối cùng ngày mai từ 10 giờ đến 10 giờ 30 sẽ được gặp quý lòng họ trai tổ chức đại lễ thành hôn hai con mình tại nhà 07 thôn Phú Mẫu thị trấn Lộc Hà và tính sẽ được bóc xong trong ngày mai. Còn bây giờ phần một của chương trình đã khép lại, chúng con xin nhường micro lại cho vị đại diện của quý họ nhà đàn trân trọng kính mời các bạn. Xin mời. Kính thưa nhau, việc tổ chức kia định định hướng cho anh nhau hẳn đây là gì thôi chứ. Thế chứ là tôi thấy là cho nhà gái chính luôn ông ba. Bạn bên anh nhau có chủ tù gì tôi bá thì bán hả? Tổ chức liên hoan hoan mừng đón thân mật người gia đình tôi chính là kính thưa nhau. Toàn thể quý vị vỗ tay chúc
vàng, gian nan thử sức, vợ cùng chồng gắn kết bền. Kính thưa quý vị, với không gian sang trọng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hôm nay đây, trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới của nhà hàng 007 rất vui mừng qua đây cùng kính chúc cho anh em trong năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề. Kính thưa quý vị, một lần nữa, Hậu Phúc xin khẳng định với toàn thể quý vị, hạnh phúc của hai em Viết Ngân, Ngọc Mai có được trong ngày hôm nay đó chính là nhờ sự góp sức chung tay của tất cả quý vị. Và hôm nay đây, hai em sẽ được đón nhận những tình cảm, những món quà được xem là những viên gạch hồng để chơi bàn kẻ xây đắp tương lai cho ngày mai thì không so sắc. Xin kính mời lên cầu những món quà đến từ gia đình họ nhà trai sẽ trao người nhường.